Nói đến Nhật Bản thì các bạn sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Nghĩ về những mặt hàng điện tử chất lượng, những chiếc xe ô tô cực kỳ bền bỉ, hay là những idol của ngành công nghiệp không khói? Thì dẹp hết đi. Và hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc đèn pin đến từ đất nước mặt trời mọc, Gentex RX285R. Là dòng đèn pin với công nghệ chiếu sáng của Nhật Bản, sử dụng cho các hoạt động như đi rừng, tuần tra, khám phá hang động, sửa chữa máy móc và soi chiếu cá nhân. Trang bị chip led chỉnh ngang ánh sáng trắng với cường độ lên đến 500 lumen. 4 chế độ sáng bao gồm siêu sáng, sáng mạnh, sáng vừa và chế độ tiết kiệm điện. Có luôn hệ thống zoom vùng tia kể cả chiếu xa hay chiếu gần thì không cứ phải gọi là bét tè lè nhè. Sử dụng pin sạc Li-ion dung lượng 1400 mAh cho thời gian sử dụng 2,5 giờ ở chế độ siêu sáng và 22 giờ ở chế độ tiết kiệm điện. Chống nước IP64 giúp đèn hoạt động tốt trong môi trường ẩm ướt. Và đó là Gentex RX285R, phân phối chính hãng từ Điện tử Thái Thắng.